môi dưới của chị là em thấy người ta tí dày nó ăn rồi đó. Thứ hai nữa là môi trên của chị thì rất là nhỏ, tỷ lệ môi trên với môi dưới thì nó cỡ 1:1.5. Cái thứ hai nữa là cái mép môi của chị á là chị cười không có đều hai bên mà mặt điện nó cũng đều, bên này nè nó liếc lên đẹp hơn, bên này nó chảy xệ nó nhiều hơn. Từ cái mép miệng bên này nè bao giờ nó cũng kéo lên đẹp hơn đó. Thì dẫn đến là cái môi của chị môi dưới thì bao giờ cái này nó cũng lên đẹp, còn bên này nó hơi chảy xíu là liên quan đến cơ mà ai cũng vậy. Cái khóe cười của mình thì nó khó nhẹ ha, nên mình nhấn nhá cái chỗ khóe cười nó dễ, tại vì mình vốn dĩ là có khóe cười rồi, nhưng mà nó ít thôi. Nhưng mà cái chấu môi chị không to thì tí này em cũng nhấn nhẹ thôi nha, nhấn nhẹ thôi chứ không thành cái cục đâu.